Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì như các bác cũng đã thấy dưới màn hình thì ngày hôm nay em sẽ tổng hợp lại hai cái mẫu loa chung. Thì hai mẫu loa chung này đều là của Beoner, các bác có thể tham khảo thêm để về để thay thế nè, cũng như là nâng cấp lên cho mình một cái cặp loa chung mới để thay thế vào những cái chiếc loa chung của mình nghe không hay nè, cái tiếng lời nó không sáng. Thì hai mẫu loa chung này rất là phù hợp dành cho các bác nào mà đốt vào thùng á, tại vì hai cái mẫu loa chung này đều bọc khử từ, thì cái bọc khử từ này nó sẽ giúp tránh được những cái từ trường của những cái chiếc loa ở trong thùng của mình, nó sẽ giúp cái tiếng nghe hay hơn, sáng hơn mà không ảnh hưởng gì. Đấy, thì em giới thiệu từng mẫu để cho các bác có thể xem kỹ hơn, cũng như là em sẽ đo kích thước vành dành cho các bác nào mà đang có muốn cũng như là nhu cầu để thay thế vào thùng á. Thì đây là cái mẫu loa chung, em sẽ gọi nó là chung 10. Đây là như các bác thấy đây, một cái màu đen. Đấy, mặt trước của nó như các bác thấy nhìn rất là đẹp, gương cao su nhìn rất là nổi bật luôn. Đấy, gương cao su rất là mềm. Đấy, màn của nó mặt trước không để thật đi những cái chân, những cái lỗ để cho các bác nào mà đang đốt vào thùng á. Đấy, bọc khử từ, củ từ được bọc khử từ. Đấy, cái khung sườn của nó rất là chắc chắn. Thì mẫu loa chung của Beoner với cái trở kháng sẽ là 8 ohm, công suất mát của mỗi loa sẽ là 120W và độ nhạy sẽ là 90 dB nè, độ nhạy. Và cái mẫu loa chung này với cái model sản phẩm là HT-B8801. Đấy, mẫu loa chung thì không thể nào thiếu đi những cái cực của loa, cực dương và cực âm. Và em sẽ đo kích thước của vành của cái mẫu loa này, thì đường kính cả vành của nó sẽ rơi tầm khoảng 11,5. Đấy, và đường kính của hai đường chéo của ốc sẽ là gần 11 cm. Và đường kính của củ từ sẽ là 8,5 cm cho đường kính củ từ. Đấy, và chiều cao của loa sẽ là 7 cm. Đấy, cái loa nó được bọc khử từ như thế này để tránh được những cái từ trường của những cái chiếc loa trong thùng mình, để đảm bảo được cái chất âm chất lời của nó ra sẽ hay hơn. Cái mẫu loa chung 10 với cái mẫu sản phẩm là HT-B8801 hiện tại bên em đang có giá là 680.000 trên một cặp. Đấy, 680.000. Thì tiếp đến sẽ là một cái mẫu loa chung 12. Đấy, màn gân cao su cũng như là một cái màu đen của cái loa nhìn rất là đẹp. Đấy, rất là bóng loáng. Đấy, cũng được bọc khử từ luôn. Nên là về cái chất lượng của những cái chiếc loa mà bọc khử từ á, âm thanh của nó sẽ rất là vượt trội, cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu mà tiếng chép, tiếng chung của nó lên rất là sáng, lời rất là ấm. Đấy, cũng với trở kháng sẽ là 8 ohm, thì công suất mát của mỗi loa sẽ là 100W và độ nhạy sẽ là 90 dB. Và với cái model sản phẩm là B6608 của Beoner. Đấy, khung sườn của nó cũng rất là chắc chắn. Đấy, khung sườn. Và em sẽ đo luôn cả kích thước của vành. Đường kính cả vành sẽ là 14,5. Và đường kính của hai đường chéo của ốc sẽ là 14 cm. Và đường kính củ từ sẽ là 8,5. Và chiều cao sẽ là 7 cm. Thì các bác vừa rồi em cũng giới thiệu hai cái mẫu loa chung, cũng như em đã đo kích thước của vành. Thì các bác nào mà đang có muốn để nâng cấp lên cho mình một cái cặp loa chung mới để thay thế vào cái thùng của mình á, để nghe tiếng hay hơn, tiếng ấm hơn, tiếng lời nó sẽ sáng hơn, thì các bác có thể tham khảo hai mẫu này. Thì cái mẫu loa chung 12B6608 bên em đang có giá là 850.000 trên một cặp. Thì bên em vẫn có những cái cặp những cặp tụ dành cho loa chung với cái giá là 80.000 trên một cặp loa chung tụ dành cho loa chung, để cái tiếng nó sẽ hay hơn. Thì vừa rồi em có giới thiệu hai cái mẫu cũng như là em đã báo giá rồi, thì các bác có thể tham khảo thêm bằng cách có thể liên hệ với một số điện thoại là 0935 980 281, đó cũng là số Zalo của em, hoặc là các bác hãy đến địa chỉ trực tiếp để xem rõ hơn, cũng như em sẽ test trực tiếp để cho các bác có thể nghe kỹ hơn ở địa chỉ là 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7. Thì các bác hãy đến sẽ tư vấn chi tiết hơn về những cái sản phẩm ở bên em. Nhưng cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.